tướng cướp khét tiếng, huyền bạc và những giai thoại thực hư. Thấm thoát hơn 3 thập kỷ trôi qua, nhưng những giai thoại về tướng cướp khét tiếng một thời ở xứ Thanh mang tên huyền bạc vẫn là chủ đề khiến nhiều người nghe không biết chán. Có người còn kể rằng, ngày huyền bạc bị xử bắn, đám đệ tử của y cứ lảng vảng bên ngoài trường bắn và đánh tiếng rằng nếu ai lấy được xác huyền đem về cho chúng sẽ đổi lấy vàng ngang với trọng lượng của tên cướp. Nói đến tướng cướp huyền bạc ở Thanh Hóa, thì có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ, ngoài sự đa nghi, tàn ác với ngay cả đồng bọn dưới trướng, Hiền còn là tướng cướp có chữ bởi y đang học dở năm thứ 3 Đại học Kinh tế Quốc dân thì bị đuổi. Từ một chàng sinh viên đại học với đầu óc thông minh trời phú, Nguyễn Mạnh Hiền đã từng bước sa ngã và dần trở thành một tướng cướp khét tiếng một thời ở những bãi đào vàng trái phép nơi Thâm Sơn Cùng Cốc. Hành trình đầy tội lỗi và kết thúc bi thảm của Hiền Bạc mỗi lần được gợi nhắc lại vẫn khiến cho nhiều người dân gắn bó hơn nửa đời người dọc vùng núi Pù Luông, Hòa Bình kéo dài qua núi Kỳ Tòng Hòng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi, tột độ. Chào mừng các bạn trở lại với Trùng Cuối TV. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chia sẻ video giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Từ gã sinh viên nghèo trở thành tướng cướp. Hiền Bạc, tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Hiền, sinh năm 1965, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, tuổi thơ của Hiền phải làm lụng vất vả hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Có lẽ chính vì vậy, gã luôn bị mọi người đánh giá có vẻ bề ngoài dày dặn hơn nhiều so với độ tuổi thực. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng Hiền vẫn được gia đình lo cho ăn học đầy đủ. Không phụ lòng mẹ cha, với bản tính thông minh trời phú, Hiền nhanh chóng trở thành điểm sáng về thành tích học tập hơn người. Sau khi hoàn thành xong chương trình học ở quê nhà, Hiền thi đậu vào trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, tiền thân của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Việc Hiền trúng tuyển vào một trong những cái nôi đào tạo giáo dục nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước biến gã trở thành niềm hy vọng, niềm tự hào lớn lao của cả gia đình, dòng họ. Một tương lai sáng lạn nhưng cũng đầy thách thức mở ra trước mắt chàng trai quê nghèo như Hiền. Ngày xách ba lô, bắt xe đỏ lên Hà Nội nhập học, Hiền mang trong mình những khát khao, hoài bão lớn lao rằng sẽ sớm tới ngày giúp bản thân, gia đình thoát nghèo, không còn cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau. Thế nhưng, đời chẳng như mơ, cuộc sống nơi phố thị phồn hoa đã làm cho Hiền cảm thấy choáng ngợp. Nhìn thấy các bạn học nay khoe mốt quần áo này, mai khoe kiểu đồng hồ nọ, khiến gã, một chàng trai quê nghèo, bỗng cảm thấy tự ti. Hiền đã nuôi ý chí làm giàu bằng mọi giá. Vốn là người có tính sĩ diện cao, nên trong các buổi tụ tập bạn bè, Hiền luôn tỏ ra mình là người am hiểu, chịu chơi để cố tạo ra lớp vỏ bọc, che đậy đi sự thua kém của bản thân mình. Sau giờ học, Hiền thường lang thang đến những quán cà phê hay tụ điểm ăn chơi để học cách kiếm tiền và học cách ăn chơi. Tuy nhiên, một sự cố nhỏ tưởng chừng rất đơn giản lại trở thành biến cố, ngã rẽ đầy định mệnh trong cuộc đời của Hiền. Năm 1986, khi đang là sinh viên năm thứ 3, trong một lần tụ tập cùng bạn bè uống nước chè trước cổng trường, Hiền vẫn giữ thói quen cũ, chém gió và nổ tưng bừng. Cuộc trò chuyện đang rôm rả, bỗng chốc đứt dây đàn, khi bà chủ quán nước mắng Hiền là đồ nhà quê. Lời mắng nhiếc như chạm đúng nỗi sợ hãi vô hình trong thâu thẳm tâm can, khiến Hiền bỗng chết lặng. Trước những ánh mắt ngờ vực của bạn bè, gã cảm thấy tủi nhục tới cùng cực. Cũng kể từ giây phút đó, Hiền dần biến đổi thành một người khác với tính khí cọc cằn, sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc không theo ý mình. Những cuộc va chạm nảy lửa bắt đầu diễn ra. Hiền cũng không phải dạng vừa, lại có máu mặt nên một số đàn anh lúc đó nghe nói đến Hiền đều phải trờn, nhưng trong lòng lại tỏ ra không phục, luôn tìm cơ hội để trả thù. Trong một lần bị đàn anh trả thù ngay tại cổng trường, Hiền đã đánh người gây thương tích, dẫn đến một số tên phải nhập viện và Hiền bị đuổi học sau đó ít hôm. Sự nghiệp đèn sách đứt gãy, những giấc mơ, hoài bão, những ngày đầu bỗng chốc vỡ vụn khiến gã gần như suy sụp hoàn toàn. Sau khi bị đuổi học, Hiền tiếp tục lang thang để bám trụ lại Hà Nội. Bởi hắn không dám đối diện với lời gièm pha ở làng quê, nơi hắn đã ưỡn ngực ra đi đầy kiêu hãnh. Nhưng xem ra, thủ đô không phải mảnh đất cho Hiền nương thân, bởi vốn dĩ là tay nhà quê đặc sệt, nên dù có vùng vẫy đến mấy, Hiền vẫn không thể che đậy được bản chất lấm bùn của mình bên ngoài xã hội. Càng chơi, hắn càng nhận ra một điều, cái vẻ ngoài kịch cỡm lâu nay đang khoác trên mình chỉ là trò hề cho thiên hạ. Vì thế, Hiền quyết định về quê làm lại cuộc đời theo đúng nghĩa, một tay giang hồ thứ thiệt. Trở về với một hành trang đầy dẫy trò lưu manh của thành thị, Hiền bắt đầu lộng hành ngay chính quê hương của hắn, nơi đã quen với sự thuần phác của người nông dân. Thêm vào đó, thời điểm cuối những năm 80 của thế kỷ trước, khi Hiền trở về nhà, cũng là lúc vùng núi Cẩm Thủy, Bá Thước ở Thanh Hóa
rộ lên lời đồn thổi về những mẻ vàng nằm sâu trong lòng núi. Vì thế, trong một thời gian ngắn, hàng ngàn người dân tứ xứ đổ về vùng đất này mong tìm sự đổi đời trong gang tấc. Vàng thì chưa thấy, nhưng máu và mạng người đã bắt đầu đổ xuống. Với bản tính ngang tàng, ở quê nhà không được bao lâu, Hiền gói ghém vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân, hòa theo dòng người đổ xô lên núi Pù Luông, dãy núi đá vôi kéo dài từ Mai Châu, Hòa Bình vắt sang rừng Cúc Phương, Thanh Hóa để gia nhập đội quân đào vàng trái phép. Ngày đó, Pù Luông nổi tiếng là một khu rừng hoang sơ của hệ sinh thái núi đá vôi trải dài từ Mai Châu của tỉnh Hòa Bình nối với khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn và vườn quốc gia Cúc Phương, tạo thành liên khu sinh cảnh đá vôi Pù Luông Cúc Phương hùng vĩ. Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về đây đào vàng với hy vọng đổi đời. Có thời điểm mỗi ngày có từ 3-4 ngàn người đến đào đáy vàng, biến vùng núi hoang dã này trở thành trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều vụ cướp của, giết người, tai nạn chết người xảy ra liên tục tại nơi đây. Theo một số chủ bường vàng đã giải nghệ thì ngày ấy lên bá thước đào vàng, dầu lên cũng rất nhanh nhưng cũng rất dễ bỏ mạng. Vàng cám lẫn với bùn đất bám lấp lánh dưới các khe suối. Nhưng đã vào tới nơi thâm sơn cùng cốc này thì chẳng ai dại gì, phí sức để đãi lấy vài cái vẩy vàng. Ai cũng muốn đãi vàng xa khoáng, và để làm được điều đó, thợ đào vàng men theo những triền đá lấp lánh vẩy vàng để đào len lỏi như hang chuột sâu xuống lòng đất hàng trăm mét. Mỗi hang đủ lọt một người chui xuống theo chiều thẳng đứng, thợ đào vàng xuống dưới bằng dòng dọc hoặc đu dây và cứ thế khoét đất sâu vào lòng đất. Bốc vét được bao nhiêu đất thì chuyển lên cho người bên trên, càng vào sâu trong lòng đất thì càng thiếu không khí nên người ta phải dùng những chiếc bơm nén khí dòng ống xuống. Nhiều vụ chết người do ngạt thở cũng đã xảy ra, chưa kể đến việc sập hầm, đánh nhau, tranh giành đánh địa hầu như ngày nào cũng có. Nhưng sức hút của vàng dưới lòng đất nơi đây vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nên đội quân đi tìm sự giàu có từ vàng vẫn ùn ùn kéo vào đây. Pù Luông nhộn nhịp khi đội quân đào vàng từ khắp nơi kéo đến mỗi ngày một đông, với không ít những kẻ ăn theo, cùng đủ các loại dịch vụ, đến cả thuốc phiện và gái bán dâm. Những cái hang nằm sâu trong núi bắt đầu có tên, được thợ đào vàng đặt theo từng đặc điểm riêng như hang đỏ, hang mõm chó, hang công cộng, hang bương, hang kịt. Dẫu phức tạp, ô hợp, nhưng những sự việc xảy ra ở đây cũng chỉ là vặt vãnh, chủ yếu là tranh chấp nhỏ hoặc thiệt mạng cũng chỉ vì núi lở, sập hầm. Còn ai cũng hùng hục đào đãi, gom góp lấy từng vụn vàng với mong muốn kiếm thật nhanh, đào thật nhiều, có tí đỏ mang về là chuôn khỏi nơi đầy cạm bẫy nguy hiểm này. Là kẻ thông minh, có học nên chỉ vài hôm đặt chân vào bãi vàng, Hiền đã nghĩ phải làm cách nào kiếm được nhiều vàng mà không phải tốn sức, không phải làm phu phe cho người khác sai khiến. Để làm được chuyện này, chỉ có đi cướp, và với mồm mép bốn có, Hiền nhanh chóng tụ tập được những kẻ côn đồ trên địa bàn, lập thành nhóm ô hợp, chuyên chặn đường những người lao động, người dân nơi khác tới làm ăn buôn bán ở bãi vàng để cướp tiền bạc, tài sản trong khu vực. Mới ngoài 20 tuổi đời, không biết do xấu máu hay do di truyền mà Hiền đã có một chòm tóc trên đỉnh đầu bạc trắng như nước. Từ đó, người đời, dân đào vàng, cai vàng đặt cho y một cái tên khá ấn tượng, Hiền Bạc. Kiếm vàng nơi rừng thiêng nước độc đã khó, ra khỏi bìa rừng, họ lại chạm trán toán cướp của Hiền nên nhiều người cảm thấy ngán. Chỉ trong vòng một năm, Hiền đã tổ chức hàng loạt những vụ cướp táo tợn trên địa bàn, khiến người dân ăn không ngon, ngủ không yên. Sau nhiều lần mai phục, lực lượng công an đã bắt gọn Hiền cùng đồng bọn khi đang gây ra một vụ cướp lớn trên địa bàn huyện Hà Trung. Hiền bị Tòa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 8 năm tù giam về tội trộm cướp tài sản và bị đưa đi trả án tại trại cải tạo Thanh Phong, Thanh Hóa. Bị bắt đúng thời điểm bãi vàng đang nhộn nhịp, đông đúc, những ngày nằm trại, Hiền tiếc mãi và quyết tâm sớm quay lại đó để rửa hận. Thụ án được khoảng 1 năm tại trại cải tạo Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa. Trong một lần ra ruộng lao động, Hiền tình cờ nhặt được một lưỡi cưa sắt đã gãy, chỉ còn một đoạn dài bằng ngón tay cái. Ý nghĩ trốn chạy lóe lên, Hiền lựa lúc quản giáo không nhìn thấy, giấu nhẹ vào gấu quần mang về phòng giam. Có đồ nghề trong tay, Hiền Bạc nhanh chóng tìm kiếm tay chân để tìm đường tẩu thoát. Vào thời điểm ấy, trại cải tạo Thanh Phong còn có 3 tên lì lợm khác là Lê Văn Thành, tức Thành Toét, phạm tội trộm cắp tài sản công dân, đang thụ án phạt 34 tháng tù giam. Cao Hải Chi đang thụ án phạt 8 năm tù giam tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, và Nguyễn Văn Kim đang thụ án tập trung cải tạo 3 năm. Biết ba tên này đang chứa máu vùng vẫy giang hồ, không chịu ra mình trong bốn bức tường của trại giam, Hiền Bạc tìm đến bàn với bọn chúng để trốn trại. Vì là kẻ có học nên Hiền rất ma mãnh, bảo những kẻ cùng ý định là không cưa ngang song sắt mà cưa sát vào phần cắm vào tường xây phía trên, quản giáo có vào kiểm tra cũng rất khó phát hiện,
vì lầm tưởng đó là phần giao nhau giữa chấn song sắt với phần vữa tường. Đến đêm ngày 26 tháng 12 năm 1989, tên Kim lấy lưỡi cưa giao cho tên Chi ngồi cắt. Sau một giờ hì hục, Chi cũng cắt đứt được hai chấn song. Sau khi hai song sắt được cắt rời, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Hiền và đồng bọn đã bẻ chấn song sắt trên cửa sổ buồng giam số 1 bỏ trốn. Chi và Kim tìm hướng chạy vào phía Nam, còn Hiền Bạc và Thành Toét sau khi trốn thoát ẩn náu một thời gian trong thành phố Thanh Hóa, rồi tìm đường lên khu vực đảo Đại Vàng ở xã Lũng Cao, Bá Thước, nơi được ví như chốn quy tụ của anh hùng hảo hán, vào tù ra tội của mảnh đất xứ Thanh. Tại Bãi Vàng, Hiền và Lê Văn Thành nhanh chóng cùng với Lê Văn Chiến, Nguyễn Quang Thành, tức Thành Côi, cũng là những đối tượng hình sự cộng cán, từng đi tù và trốn trại lập thành băng cướp, cưỡng ép những người đi đào Đại Vàng phải nhập hội và đào vàng nộp cho chúng. Hiền Bạc trực tiếp đứng ra chỉ huy, điều hành tất cả mọi việc. Hiền phong Thành Toét, Thành Côi là sĩ quan, mỗi tên trông coi một đội đào vàng, còn mình thì chỉ huy chung. Chúng chọn khu vực Kỳ Tong Hong thuộc ba làng Son, Bá, Mười thuộc xã Lũng Cao, nơi có nhiều vàng nhất làm đại bản doanh. Kỳ Tong Hong nằm sâu trong thung lũng, muốn vào đến nơi phải treo qua một quả núi, rồi men theo con suối cạn đến một hang đá. Muốn đào được vàng, phải chui vào hang bằng cách bò sấp, rồi phải lặn qua một vũng nước sâu. Chỉ có những người có sức khỏe tốt mới dám vào. Khi đã sang đến bờ bên kia, chỉ cần xúc vài xẻng đất, mang ra cũng kiếm được vàng. Có khi trong vài xẻng đất ấy có tới hàng cây vàng. Chính vì thế mà nhiều người mong được đổi đời đã liều mạng vào Kỳ Tong Hong, để rồi không ít người đã vĩnh viễn phải nằm lại nơi đây hoặc mang thương tật suốt đời. Tại đây, Hiền tổ chức đồng bọn thành từng nhóm đội, có đối tượng đứng đầu, rồi phân công canh gác, bảo vệ thành nhiều vòng. Việc kiểm soát bên ngoài và bên trong rất chặt chẽ, nghiêm khắc, thường xuyên tổ chức đi cướp, mua thêm súng đạn, mìn, bộc phá, thuốc nổ, dây cháy chậm, dao rừng, lưỡi lê nhằm trang bị vũ trang cho các lán trại, hang ẩn náu. Không lâu sau đó, Hiền trở thành ông trùm của cả khu vực trên. Trở thành vua Bãi Vàng và cuộc khỏi vợ có 102. Để nuôi sống được một đội quân ô hợp, chỉ biết ăn mà không biết làm, Hiền Bạc bắt đầu nghĩ ra đầu việc cho chúng. Chỉ ít cũng bởi được ăn học bài bản từ một trường đại học kinh tế hàng đầu, Hiền Bạc nhanh chóng cho thành lập ra các quán bán hàng, giao cho Thành Còi quản lý. Thành Còi ra sức cưỡng ép những người vào Bãi Vàng để đào vàng phải đổi vàng cho bọn chúng với giá rất thấp để lấy gạo, rượu, thịt, bia và thuốc lá. Bất cứ ai không chấp hành, bọn chúng thẳng tay trừng trị. Thậm chí, hàng nóng luôn được trong trạng thái đã lên nòng để xử những kẻ đi ngược lại với quy luật của Bãi Vàng. Theo lời kể lại của những người đã từng sống sót trở về từ Bãi Vàng, cách hành xử của Hiền Bạc với dân đi đào vàng nhìn qua thì thấy rất sòng phẳng, nhưng quả thực bên trong lại là một thế giới bóc lột tàn bạo. Để thể hiện sự cao đạo của một tên đại ca, Hiền Bạc sẵn sàng bảo lãnh cho những kẻ cơ nhỡ vì chưa có tiền hay chưa đào được vàng, được mua chịu ở quán của y. Nhưng thực tế cho thấy chưa một ai có thể trả hết nợ cho Hiền, mặc cho số lượng vàng đào được không phải là ít. Cứ như thế, lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng biết từ lúc nào những con nợ trở thành tay sai của y cho những hành động trộm cướp trắng trợn. Có một đội quân ô hợp trong tay, không dùng cũng phí, Hiền Bạc tiếp tục ra oai bằng những chiêu trộm cướp tài sản, phần vì củng cố thêm nguồn lương thực, nhưng quan trọng hơn là kiếm cớ để dằn mặt những kẻ chưa chịu quy phục y. Hiền cho đàn em trà trộn vào đám phu vàng, đến các lán trại khác xin làm thuê để dò la thám thính, xem lán nào có vàng, tiền, vũ khí thì tổ chức đánh cướp. Điển hình như vụ đột nhập lán của Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Trư, ở xã Lâm Sa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Cướp của hội này 2 khẩu AK, 2 băng tiếp đạn có 60 viên. Vụ việc xảy ra rạng sáng một ngày đầu tháng 3 năm 1990. Hôm đó, sau khi nghe đám đệ tử thám thính về báo, lán của Dũng Trư có 2 khẩu AK còn mới. Hiền tìm cách vẽ được sơ đồ, cách bố trí nơi ăn ngủ của Dũng Trư, rồi cùng Thành Toét xách khẩu K54 tổ chức đột nhập bất ngờ vào lán của Dũng, cướp vũ khí. Ngay sau khi lấy được súng của Dũng, hai tên tiếp tục đột nhập vào lán Sơn Lâm, quê ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, lấy đi một khẩu súng K54 có 8 viên đạn. Có súng, bọn chúng tiếp tục sử dụng vào hoạt động phạm tội khác như vụ cướp ngày 8 tháng 3 năm 1990. Hiền sai Thành Toét, Trịnh Văn Sĩ, tức Sĩ Giao, cùng một số tên khác đem súng K54, AK đến lán của anh Phó Đức Chính, quê ở phường Trăm Mát, thị xã Hòa Bình, đe dọa cướp đi 3 bộ quần áo bò, 1 áo NATO, 3 đèn pin, 2 bộ quần áo kaki Trung Quốc, 2 áo bay Liên Xô và 2 vỏ chăn, những vật dụng rất có giá trị vào thời điểm đó.
Xong xuôi, cả bọn lại tiếp tục dùng súng bắn thị uy và xông vào lán của hai anh Phạm Xuân Thiện, Lê Mạnh Hùng, quê ở thị xã Hòa Bình, cướp đi 2,6 chỉ vàng, 4 quần bò, 2 áo phông, 2 áo mút, 5 đèn pin Trung Quốc, 30 gói thuốc lá các loại, 1 cassette Trung Quốc, 1 cassette của Nhật. Cướp được tài sản, bọn chúng đem về lán ở cùng tên Hiền sử dụng. Vài ngày sau, thấy không tiện trong việc làm ăn, Hiền bạc gọi anh Hùng lên trả lại chiếc cassette Trung Quốc. Từ đây, Hiền chính thức trở thành vua bãi vàng khi độc chiếm quyền khai thác vàng tại bãi Kịt với nhiều hang có trữ lượng vàng khá lớn như hang Bương, hang Máu Chó, hang Công Cộng. Lượng vàng thu được rất lớn nên mỗi tuần Hiền đều cử đàn em của mình mang hàng bao tải vàng thô xuống thành phố Thanh Hóa thuê hiệu vàng nấu thành vàng nguyên chất rồi đem bán lấy tiền, số còn lại mang cất vào kho. Do Hiền ít xuất hiện nên các cơ quan chức năng lúc đó không thể nắm được hành tung của hắn. Tuy mới có 22 tuổi đời nhưng y đã nổi như cồn trong giới giang hồ. Nhiều người sùng bái, ngưỡng mộ tài năng làm trùm của y nên chỉ sau một thời gian ngắn, đội quân của các băng nhóm khác đều bỏ chủ, quy tụ dưới trướng do Hiền cai quản. Chế độ đãi ngộ của Hiền đầu bạc cũng khá tốt. Khi có một phu vàng bỏ mạng vì đại nghiệp hay sập hầm, y đều bỏ tiền ra lo hậu sự chu đáo cùng với một khoản tiền lớn đền bù cho gia đình nên không có bất cứ kiện cáo gì, còn bọn đàn em thì nể phục, phục tùng hắn một cách vô điều kiện. Chính trong thời gian này, Hiền cũng đã si mê một cô gái đẹp nổi tiếng trong vùng. Chuyện hỏi vợ của hắn cũng đặc biệt không kém gì tính cách của Hiền và cũng chẳng có tên cướp nào xử sự như vậy. Chuyện là tình cờ một lần, Hiền gặp được một cô gái dân tộc Thái có nước da trắng, thường quẩy gánh hàng nước ngọt, bia rượu vào bán cho dân phu vàng. Mê mẩn trước vẻ đẹp của cô gái Thái, Hiền đem lòng yêu rồi tìm cách mua chuộc. Do hỏi mãi, Hiền mới biết tên cô ta là Hà Thị Đức, khi đó mới 16-17 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở làng Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, là con ông Hà Văn Mỹ, nguyên trưởng công an xã Lũng Cao. Mỗi khi thấy Đức quẩy gánh lên bán hàng, hắn lại đến ngồi nhâm nhi cốc bia, vài thanh kẹo lạc, mục đích là được ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, có nước da mịn màng của cô gái. Hiền trở thành khách ruột của cô chủ nhỏ, cũng vui tính trò chuyện mỗi khi Hiền đến. Vừa mua hàng, vừa tìm cách tiếp cận, Hiền đã mua chuộc được cô gái trẻ khi ra tay nghĩa hiệp mua toàn bộ gánh hàng Đức đưa vào. Đổi lại, Hiền có những giây phút được ngồi trò chuyện cùng cô gái. Đức dần dần trở thành nhân tình của tên tướng cướp, thường xuyên đến ăn ở như vợ chồng với Hiền. Thấy con mình bị tên Hiền quyến rũ, gia đình vị trưởng công an xã năm xưa ra sức ngăn cản, không cho Đức quan hệ với kẻ du thủ, du thực. Nên nhiều lần Đức về nhà, bị gia đình nuốt vào buồng, không cho ra khỏi nhà. Hiền quyết định vác súng AK, dẫn đàn em khiêng rượu thịt vào làng Kịt, đến nhà Đức xin cưới hỏi. Sau khi đứng giữa làng bắn súng thị uy, Hiền cùng đàn em đội trên đầu một chiếc mâm phủ khăn hồng đi thẳng vào nhà Hà Thị Đức. Chiếc mâm phủ vải nhanh chóng được đặt xuống bàn. Hiền hất hàm hỏi mẹ Đức xem có chịu gả con gái cho y không, rồi kéo chiếc khăn phủ trên mâm ném xuống gầm bàn. Nhìn thấy khẩu súng và hai trái lựu đạn trên mâm, những người nhà Đức hôm đó mặt ai cũng xanh như tàu lá. Bà mẹ Đức run lập cập đồng ý. Chỉ chờ có thế, Hiền cầm súng ra ngoài bắn liền mấy phát, rồi hô quân mang rượu thịt vào ăn mừng. Sau 2 ngày bắt dân làng Kịt phải tới ăn mừng đám cưới của hắn, Hiền đưa vợ vào bãi vàng, bắt đầu cuộc sống ăn chơi phè phỡn. Nói về việc này, ông Hà Văn Thao, trưởng thôn Kịt vẫn còn nhớ rất rõ. Hiền cho mổ một con lợn to đến 80 cân, mời dân làng ăn, rượu cả vò, dân làng đến khá đông. Suốt đêm, Hiền cho mở nhạc từ đài cassette. Đám cưới Hiền và Đức xuất phát từ tình yêu, tự nguyện đến với nhau, có cưới xin đàng hoàng, chứ không có chuyện Hiền vác súng, mang lựu đạn đến nhà ông Mỹ khủng bố dọa dẫm để chiếm đoạt cô Đức mang lên hang như nhiều người đã nói. Việc Hiền cưới Đức chính là một trong những chiêu bài để y lấy lòng dân làng Kịt, nghiễm nhiên trở thành con rể xã Lũng Cao, đã tạo rất nhiều thuận lợi cho việc đào vàng sau này của y, cũng như hàng loạt tin tức đã bị lộ từ chính ngôi nhà sản của bố vợ. Cựu đại tá Ngân Thị Luyện hiện đã nghỉ hưu, nguyên trưởng công an huyện Bá Thước những năm 1990, thành viên ban chuyên án triệt phá băng nhóm Hiền bạc nhớ lại. Mỗi khi ban chuyên án đến thôn Kịt đều vào nhà ông Mỹ để họp bàn cách triệt phá băng nhóm Hiền bạc, nhưng đã bị Đức nghe trộm và báo cho Hiền nên tất cả những lần xuất quân đều thất bại. Mãi sau này khi đã phát hiện ra chính Đức, lúc đó chưa phải là vợ Hiền, báo tin cho Hiền nên bị lộ, tổ công tác buộc phải chuyển sang địa điểm bí mật khác để họp. Cuộc vây bắt bất thành. Sau ngày lấy vợ, để có vàng phục vụ cho cuộc sống, Hiền thúc quân làm việc nhiều hơn, đe dọa đánh đập tất cả những kẻ định lai vãng lên bãi vàng kiếm sống. Hiền bắt đồng bọn chia ra nhiều ca kíp, chui xuống hang sâu 7 đến 80 mét đào đáy vàng suốt 24 giờ để nộp cho y.
cho bài bản theo đúng nguyên tắc nhà binh. Hiền phân công tên Nguyễn Văn Đường làm liên lạc và thu gom vàng hàng ngày ở các tốp để đem về cho Hiền. Tên Mai Văn Sinh làm nhiệm vụ bảo vệ cho Hiền, thành coi giữ vai trò buôn bán, đổi hàng hóa lấy vàng, sau đó đưa vàng cho Hiền. Ngoài ra, để cho chắc chắn, Hiền Bạc còn cắt cử tên Võ Văn Hòa giữ nhiệm vụ canh gác toàn khu vực, khi có động, nhất là lực lượng công an, phải báo ngay cho Hiền. Hiền Bạc còn cáo giả đến mức lên cả phương án chạy trốn sang Hòa Bình, rồi sang Lào khi có cơ quan chức năng tấn công. Tất cả dân anh chị nếu có ý định vào khai thác tại bãi vàng, Hiền đều lấy cớ gây sự. Riêng những ai ở các thôn Nũa, Cao, Trình, Hin, Cao Hong, Ron, Mười, Bá thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước đến bãi kìn đào vàng thì y đều tạo điều kiện không gây phiền hà. Đây chính là điểm tốt mà cho đến ngày nay Hiền vẫn còn để lại một ít tình cảm trong lòng bà con nơi đây. Ông Hà Văn Thao, trưởng thôn kìn xã Lũng Cao cho biết, Hiền Bạc chỉ gây sự với đám đầu gấu, đầu bò đến tranh bãi vàng với y thôi. Riêng với dân làng thì y tỏ ra rất hiền, y thường xuyên xuống làng chơi nhưng không gây sự với ai, súng mang theo chỉ để bảo vệ mình. Trong tổ chức của Hiền có hai phụ nữ chuyên phục vụ nấu ăn và bán dâm tại chỗ cho những tên đồng bọn khi chúng đang có nhu cầu. Riêng Hiền Bạc chỉ ngồi chơi sơi bát vàng, dùng luật để xử lý những tên chống đối, ai trái ý hoặc có ý định trốn về sẽ bị y đánh đập đe dọa. Như tên Nguyễn Xuân Lập sinh năm 1971 ở Hà Sơn Bình, bỏ trốn bị Hiền đánh cho trọng thương rồi cho người mang ra cửa hàng dọa ném xuống núi. Các nhóm khác nếu có ý nghĩ chống lại lập tức Hiền cho quân tấn công tàn sát, tịch thu vũ khí nên đều sợ xanh mặt, răm rắp phục vụ Hiền. Trong tổ chức này, Hiền Bạc sử dụng luật giang hồ, nếu tên nào không chịu hay có ý định bỏ về liền bị Hiền đe dọa và đánh đập. Không đâu xa, bài học về tên tay chân thân cận của Hiền là Nguyễn Xuân Lập bị đánh nhừ tử vì tội không nghe lời đã trở thành một tấm gương cho bất cứ ai có ý định chống đối lại Hiền. Quân luật đã được thiết, vàng thì luôn chảy về túi của Hiền. Chẳng vì thế, bên cạnh vị thế được nâng lên, Hiền nhanh chóng trở thành một đại gia của vùng vàng. Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1990, Hiền Bạc đã thu về khoảng 200 cây vàng, gạo dự trữ khoảng 300 kg và nhiều vật dụng thiết yếu khác như đường, sữa, thuốc lá, mì chính, đèn pin. Thấy đào được vàng, Hiền giao cho tên Mai Văn Sinh về Hà Sơn Bình tiếp tục chiêu nạp lính cho đội quân của mình thêm hùng hậu. Trước tình hình trật tự trị an trên bãi vàng ngày càng diễn biến phức tạp, bọn tội phạm hình sự trốn trại đã tụ tập thành ổ nhóm. Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước đã báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị chỉ đạo đấu tranh. Đích thân đồng chí Mai Xuân Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thời điểm đó đã chỉ đạo ngành nội chính do lực lượng công an chủ công triệt phá băng nhóm trên. Nhận nhiệm vụ, ngày 28 tháng 3 năm 1990, một tổ công tác do đại tá Lê Trọng Giác, phó giám đốc kiêm trưởng ban cảnh sát nhân dân công an Thanh Hóa dẫn đầu đã khảo sát thực tế, lên phương án đấu tranh. Sau chuyến khảo sát trên, giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã giao cho phòng cảnh sát hình sự, công an huyện Bá Thước phối hợp với huyện đội Bá Thước và công an xã Lũng Cao tổ chức truy quét các đối tượng hình sự đang bị truy nã, trong đó có băng nhóm của Hiền Bạc. Nhắc lại lần vào hang ổ bọn cướp ở bãi vàng năm đó, khi tổ công tác vào tới hang công cộng thì bắt gặp tên Nguyễn Mạnh Hòa, tức Hòa Đớ, em ruột Hiền Bạc, cũng là đối tượng hình sự vừa trốn trại, đang mang thuốc mìn lên hang kịt. Tổ công tác nhanh chóng bắt giữ tên Hòa, dẫn giải xuống núi. Tin Hòa bị bắt đến tai Hiền, hắn sai Thành Toét dùng súng AK bắn trả công an, còn bản thân vác một khẩu AK chạy lên đỉnh núi, chặn đường rút của tổ công tác, bắn uy hiếp và tuyên bố nếu công an không thả Hòa thì sẽ bắn chết cả công an lẫn em trai hắn. Lúc đó, lực lượng công an đang dẫn tên Hòa đi lọt giữa hai trái núi, xung quanh chỉ có cây rừng lưa thưa, không thể ẩn nấp, còn Hiền lại đứng trên đỉnh núi lầm lầm khẩu súng AK đầy đạn. Sau khi hội ý, tổ công tác quyết định thả Hòa, rút lực lượng về để đảm bảo tính mạng cho dân, an toàn cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. Bởi trong hoàn cảnh địa hình như vậy, các anh khó có thể dẫn tên Hòa về được trụ sở công an an toàn nên đành phải thả Nguyễn Mạnh Hòa. Mãi đến tháng 4 năm 1990, khi Hòa Đớ về quê ở Cẩm Sơn, Cẩm Thủy thì mới bị bắt. Phần 1 câu chuyện xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn đón xem phần 2, những vụ trả thù đẫm máu và câu hỏi tội phạm là gì? Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Chùm Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.